Cái xe này hay phết nhỉ, nhỏ gọn mà lại hay phết nhỉ. Xe này mua cho ông bà già đi chợ quá hợp lý, đón cháu ấy. Xe này anh mua đâu ấy? À, con này bao tiền anh? Mua gần 30 triệu. 30 triệu à? Xe hay quá nhỉ, chắc chắn quá nhỉ. Con này đi được bao cây anh? Tốc độ này tầm khoảng 15 cây. 15 cây à? Một lần sạc đi được bao nhiêu? Lần đi được tầm khoảng từ 40 đến 70 cây. 40 đến 70 cây cơ à? À, anh cho em cái số điện thoại ở bên đấy được không? Số bao nhiêu nhỉ? 0932 532 à? 58 56 ok nha, em cảm ơn bác nhá.